Các em yêu quý, hôm nay chúng ta sẽ học sang bài tiếp theo của chương trình chinh phục kỳ thi trên kênh VTV7 và bài hôm nay là bài thuộc chương trình lớp 11, đó là bài từ trường và cảm ứng điện từ. Thì đầu tiên thầy giới thiệu các em cái bức hình rất là thú vị này. Thì đây là một cái bức hình mà người ta chụp được ở trên bầu trời của một cái vùng ở Canada rất là gần cực bắc. Thì hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng cực quang, tức là ở trên trời người ta nhìn thấy những cái những cái dải màu sáng như này, ngoằn ngoèo như này. Đấy, trông như con rồng ấy đúng không? thế thì khi nghiên cứu sâu thì người ta thấy là cái hiện tượng này được tạo ra bởi cái từ trường của trái đất nó tác dụng lực từ lên các cái điện tích tự do ở bên trong khí quyển và làm cho các điện tích nó chuyển động tròn nó chuyển động xoắn hình lò xo và nó tương tác với các cái phân tử của khí quyển và nó bức xạ ra cái ánh sáng có thể là màu màu xanh lơ có thể là màu xanh có thể là màu tím có thể là màu hồng rất là nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau và rất là đẹp và cái này xuất hiện được rất nhiều ở các cái quốc gia ở vùng cực Bắc hoặc là vùng cực Nam. Thì cái hiện tượng này sẽ được giải thích nếu như một em có kiến thức về từ trường. Thì đầu tiên thầy sẽ nói về từ trường tĩnh và người ta người ta thường khi nói đến từ trường thì sẽ nói đến một cái một cái chất liệu một cái đối tượng mà tạo ra từ trường rất là mẫu mực đó là nam châm. Thì đây là một cái nam châm thẳng. Ở đây chữ N này tức là cực bắc của nó, north đúng không? Và chữ S này nó là cực nam tức là south đúng không? thì nam châm này nó sẽ tạo ra xung quanh nó một cái môi trường rất là đặc biệt đó là từ trường và từ trường thì thường được biểu diễn bằng các đường sức từ vào nam ra bắc rất là dễ nhớ tức là giống như đất nước chúng ta là có miền nam và miền bắc thì thường có cái câu là vào nam ra bắc thì cái từ trường của nam châm cũng như vậy nó sẽ vào cực nam và nó đi ra cực bắc đây các em thấy không các đường sức từ nó sẽ đi ra từ cực bắc và nó vòng về cực nam đây đúng không bên này cũng thế đây đây là từ trường của cái nam châm thẳng nhưng trong thực tế thì nam châm có thể có nhiều hình dạng khác nhau ví dụ như ở đây chúng ta có một cái nam châm chữ u hay còn gọi là nam châm hình móng ngựa thì nửa bên này là là cực bắc nửa bên này là cực nam thì từ trường cũng đi từ từ cực bắc sang cực nam đúng không thì ở trong cái vùng không gian rất là hẹp ở giữa cái hai cái nhánh chữ u này này ở cái khu vực này này thì chúng ta có một cái từ trường gần như là đều gần như là đều nhưng chỉ là trong khu vực này thôi còn vào đây thì không được còn ra bên ngoài thì các em thấy từ trường nó không đều nữa thì đây là cái từ trường đặc trưng của cái nam châm hình chữ U. Thế thì để cho có thể quan sát được một cách rất là trực quan về từ trường thì người ta thường sử dụng một cái phép là cái phép để chụp từ phổ. Thì khi mà người ta đặt các cái mặt sắt ở bên trong cái không gian từ trường thì các mặt sắt này nó là hình que cho nên nó sẽ xếp dọc theo chiều của từ trường. Vì mỗi một cái mặt sắt về bản chất nó là một cái kim nam châm. Thì ở đây là cái mặt sắt mà phân bố ở trong cái từ trường của nam châm thẳng thì các em thấy là đây là cực bắc, đây là cực nam. Đúng không? Thì các cái đường sức từ nó sẽ đi như này. Ra cực bắc và cực nam. Và các em có thể thấy các cái vết của các cái hạt mặt sắt này nó xếp theo đúng cái hình phân bố của các đường sức. Và cái này chụp ảnh người ta gọi nó là từ phổ, đúng không? Thì ở đây là đối với cái nam châm chữ U thì từ phổ của nó là đây các em cho thấy. Đấy, chạy như này, đúng không? Thì phân bố khá là trực quan, dễ là quan sát, rất là dễ quan sát. Có một cái nam châm cực kỳ lớn đó là trái đất của chúng ta. Ờ, thực ra thì trái đất giống như là chứa bên trong mình nó một cái nam châm sâu ở phía trong đấy. Và từ trường của trái đất thì nó có cái đặc điểm như này các em này. Ví dụ như là về quy ước địa lý mà nói thì khi chúng ta để trái đất như này thì phía trên này là cực bắc của trái đất và phía dưới là cực nam của trái đất. Thì cái cực bắc và cái cực nam đó chúng ta gọi là vì sao? Nó thực ra là hai cái cực địa lý. Đây, thì khi nghiên cứu người ta lại thấy như này này, nếu mà đặt cái kim nam châm ở đây thì cái cực bắc của kim nam châm thì chỉ vào cực bắc của trái đất mà thực tế thì cực bắc của kim nam châm mà nếu đem so với một cái nam châm lớn thì nó phải chỉ cực nam mới đúng cho nên là người ta gọi cực bắc của trái đất là vì cái cực bắc của nam châm nó chỉ vào nhưng mà các đường sức từ của trái đất nó sẽ đi ra từ cực nam và vào cực bắc điều đó cho thấy là cái cực bắc của trái đất ấy, thì nó lại chính là cực nam của cái nam châm trái đất nhớ chưa và cực nam của trái đất này thì thực ra nó là cực bắc của nam châm trái đất có nghĩa là các cái địa cực thì nó sẽ bị ngược với các cái từ cực nhớ chưa thì có một cái điểm nữa cần lưu ý nữa là cái trái đất thì tự quay quanh mình nó đúng không? Các em biết là cứ 24 giờ thì trái đất tự quay được một vòng quanh cái trục quay. Thì cái trục quay này thầy vẽ cái màu trắng ở đây và nó quay vòng tròn thì cái trục địa lý này này nó bị lệch so với cái trục từ tức là trục của cái nam châm trái đất một cái góc là 11,5 độ. Như vậy nếu mà các em sử dụng cái kim nam châm của la bàn để các em xác định cái cực của trái đất thì nó không chính xác đâu nhá. Mà trong cái trường hợp mà độ lệch lớn nhất của nó thì nó lệch là là tương đối nhiều đấy, bởi vì là hai cái trục này là nó không trùng nhau. Cái này thì thầy không biết là là các người nghiên cứu chuyên về các thầy địa lý có biết hay không, thấy họ hay dùng uh, các cái nam châm để họ xác định phương hướng, nhưng mà chúng ta là người học khoa học chúng ta phải biết cái điều này như vậy là đầu tiên chúng ta biết được là từ trường là nó được hình thành quanh các cái nam châm và cái trái đất này nó là một cái nam châm lớn đúng không cho nên nó tạo ra cái từ trường rất là rộng lớn thực ra thì từ trường được tạo ra bởi các cái dòng điện và các cái nam châm này sở dĩ nó tạo ra được từ trường bởi vì bên trong nó có các cái dòng điện vi mô thế thì điều này đã được chứng thực bằng cách khi nghiên cứu các cái dòng điện lớn hơn thì người ta thấy như này này đối với một cái dòng điện thẳng dài vô hạn chẳng hạn như đây các em thấy không đây là một cái sợi dây dẫn điện dài vô hạn chẳng hạn nhé thì có một cái dòng điện có cường độ Y đi từ dưới lên trên đúng không? Thì nó sẽ tạo ra xung quanh nó một cái từ trường. Ví dụ như thầy sẽ xét một cái điểm đây và nó cách cái cái dây điện này, cái dòng điện một cái đoạn R chẳng hạn. Thì tại vị trí này thì sẽ có từ trường và cái vector cảm ứng từ B. Thì vector này nó sẽ vuông góc với cái vector bán kính R, đồng thời nó cũng vuông góc với cái dòng điện này luôn. Thì cái B này này là nó sẽ nó sẽ có cái đối xứng trục ở đây, tức là mọi cái khoảng cách mà cách đều cái trục là một đoạn r thì cái cái vector cảm ứng từ b có cùng độ lớn chỉ khác về chiều thôi thì ở đây là cái chiều của vector cảm ứng từ b thì được xác định bằng cái quy tắc bàn tay phải rất là dễ thực ra thì các em có thể dùng cái quy tắc đinh ốc nhưng mà ở đây vì chúng ta dùng hai bàn tay nó tiện nhất thì các em để cái bàn tay phải nó em để cái ngón cái này là cùng chiều của dòng điện được chưa thì các cái ngón này này các cái ngón còn lại nó sẽ vòng theo chiều của chiều của đường sức từ đấy thế thì cái vector b là cảm ứng từ do cái dòng điện thẳng dài vô hạn được tạo ra ở cái vị trí mà cách cái dòng điện một đoạn r sẽ được tính theo biểu thức là b bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 y trên r nhỏ và đơn vị của b này là tesla còn y là ampere và r là mét thì cái công thức này được uh, suy ra từ một cái định luật gọi là bio sava laplace nhưng mà cái đó không nằm trong chương trình của các em nhé thì cái quy tắc bàn tay phải này rất là thú vị nó được xác định cái mối quan hệ giữa dòng điện và từ trường hay là dòng điện và cảm ứng từ thì các em đưa cái bàn tay phải này ra nhé. Thì nếu mà cái ngón cái này nó là chiều của dòng điện thì các cái ngón con này này nó là chiều của các cái đường sức từ, tức là của từ trường. Còn nếu mà các em để cái các cái ngón con này mà là chiều của dòng điện thì cái ngón cái nó sẽ chỉ chiều của đường sức từ. Đấy, tí thầy sẽ nói rõ hơn. Ví dụ như trong trường hợp này mà thầy uh, không nhìn nghiêng mà thầy đặt mắt từ trên thầy nhìn xuống, đặt mắt từ trên nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy là cái dòng điện đi từ dưới lên thì nó sẽ thành cái dấu chấm như này. Thì các em sẽ thấy không Nếu các em để bàn tay phải thì cái ngón cái này Nó sẽ chỉ chiều của dòng điện là từ trong ra Thì các cái ngón này này Thấy không Các cái ngón này nó sẽ chỉ chiều của đường sức Đấy Trên đường sức từ đi vòng như thế này Đúng không Còn B thì được xác định theo công thức này Rất là dễ nhớ thôi Và những cái công thức thể đóng khung màu vàng là các em phải nhớ đấy nhé Thế bây giờ nếu chúng ta không có dòng điện thẳng dài vô hạn mà chúng ta có một cái một cái dòng điện tròn thì sao? Nó kiểu như nó chạy vòng tròn quanh một cái nhẫn chẳng hạn. Đây. Thì ở đây chúng ta có một cái nhẫn nó tròn như này một cái dòng điện tròn như này được chưa? thì lúc bây giờ thầy đã nói rồi nếu như mà chúng ta muốn xác định được chiều của từ trường khi biết dòng điện hoặc chiều của dòng điện khi biết từ trường thì chúng ta phải dùng cái quy tắc bàn tay phải đúng không? thì ở đây chúng ta để các cái ngón con này này nó lại là chiều của dòng điện để đây đây dòng điện nó đang đi lòng vòng như thế này đúng không đúng không? thì cái từ trường của nó nó sẽ đi từ từ dưới lên như vậy là nếu mà ở giữa tâm này thì đường sức từ đi thẳng nhưng mà ở đây nó sẽ đi vòng như này đi vòng như này các em có thể dùng cái quy tắc bàn tay phải để xác định nhé. Thì ở đây cái từ trường này thì nó sẽ mạnh yếu khác nhau tùy vào vị trí ở trong cái vòng tròn này Nhưng mà chúng ta có cái công thức cho phép xác định cái cảm ứng từ tại tâm của cái vòng tròn Là B ở chỗ này, là chính tâm của vòng tròn này Và cái vòng tròn này thì bán kính của nó là R lớn Dòng điện chạy xung quanh có cường độ Y Thì lúc bây giờ cái B tại tâm này này, đúng không? Nếu mà chúng ta nhìn từ dưới lên, à nếu chúng ta nhìn từ trên xuống Thì chúng ta thấy B nó sẽ đi như thế này Từ đây sang đây như thế này thì B được tính theo biểu thức là B bằng 2pi nhân 10 mũ trừ 7 y trên r lớn. Trong đó r lớn này là bán kính của cái của cái vòng tròn này, được chưa? Thế còn so với cái trường hợp dòng điện thẳng dài vô hạn thì ở đây là nó phải nhân với pi, tức là nó gấp 3,14 lần, đúng không? Còn cái bên kia là r nhỏ là khoảng cách tới cái điểm mà chúng ta tính từ trường còn ở đây r lớn nó là bán kính của cái vòng điện tròn. Thì cái công thức này các em cũng phải nắm được nhé. Ở đây chúng ta có thể dùng cái phép uh, chụp từ phổ, chúng ta có thể dùng cái phép thử nghiệm từ phổ để quan sát thấy, thì người ta đã làm cái dòng điện tròn này bằng các cái bằng các cái sợi dây điện cuốn tròn, thì trong đấy thì cho mặt sắt thì người ta thấy này, em có thể thấy là cái mặt sắt nó xếp theo đúng cái trình tự mà thầy mô tả ở bên này, đúng không? Đây là cái hình chụp thực tế. Bây giờ sau khi nghiên cứu từ trường của dòng điện thẳng rồi và của dòng điện tròn rồi thì chúng ta nghiên cứu được một cái đối tượng cực kỳ quan trọng và có ứng dụng cực kỳ to lớn ở trong khoa học kỹ thuật đó là cái từ trường của cuộn dây solenoid thì đây là một cái cuộn dây mà rất là đặc biệt mà chuyên sử dụng để tạo ra các cái từ trường đều thì cuộn solenoid nó như thế nào đây là một cuộn solenoid đấy các em thấy không? nó gồm rất là nhiều vòng dây và cái cuộn này nếu mà trong trường lý tưởng thì nó sẽ là dài vô hạn Thế còn trong trường hợp bình thường cũng có thể coi là lý tưởng nếu như mà mà cái kích thước cái chiều dài của cái cuộn này nó rất lớn so với cái bề ngang, đúng không? Nhưng mà trường hợp này thì thầy cứ đưa ra chứ còn nếu mà cho một cái cuộn nó dài hơn thì hơi khó xem. Đấy. Thế thì cái cuộn dây này các em thấy cũng có rất là nhiều vòng dây, rất nhiều vòng dây và ở bên trong này nó trống rỗng nhé bên trong nó rỗng. Cho nên nếu nhìn như thế này thì các em thấy là trên này là các vòng dây, nó sẽ đi vòng như này, đúng không? Đi vòng như này. Đấy. và bên trong này vùng không gian rỗng. Thì nếu mà các em đặt một cái điện áp lên hai đầu của cái cuộn dây này thì lúc bây giờ sẽ có dòng điện thầy ví dụ như là dòng điện nó đi như này nó đi vòng như này đấy đi vào trong lại đi vòng thì ở cái phía trên này các em thấy dòng điện nó sẽ đi ra dấu chấm như này còn ở phía dưới này, nó sẽ đi vào đúng không cho nên là dẫn đến mỗi một cái thành phần dòng điện này nó sẽ tạo một cái từ trường thì bây giờ này các em dùng tay phải các em có hai cách nếu mà các em để tay phải như này thì từ trường nó sẽ đi từ trái sang phải đúng không chiều dòng điện ở phía trên đây đấy, từ trái sang phải nhưng mà nếu các em để cái chiều dòng điện là cái vòng như này đúng không thì các em thấy ngón cái sẽ chỉ từ trường và nó cũng là trái qua phải. Như vậy cái từ trường nó sẽ đi kiểu này. Đấy, nó sẽ đi từ bên này qua bên này, đúng không? Nó hơi khép kín một chút nhưng đi vòng như này. Ở dưới này nó hơi khép kín một chút nó đi vòng như này. Và điều quan trọng nhất là ở bên trong lòng cuộn solenoid thì từ trường đều. Có nghĩa là trong cái vùng không gian đây này là từ trường đều. Đấy. Tất nhiên là trong thực tế nó chỉ gần đúng thôi, chứ còn cái đều tuyệt đối thì khó lắm. Nhưng mà ở trong kỹ thuật người ta coi từ trường ở bên trong cuộn solenoid là đều. Thì cái cách tính cái từ trường bên trong lòng cuộn solenoid là tính như thế này, là B bằng 4pi nhân 10 mũ trừ 7. Đấy. Nhân với n nhỏ nhân với y lớn, y là cường độ dòng điện. Đấy. Còn n này nó bằng cái gì? Nếu mà cái cuộn solenoid này này mà nó chứa tất cả là n lớn vòng dây. Được chưa? Và cái chiều dài của cái cuộn này là l nhỏ thì cái N nhỏ này nó gọi là mật độ vòng dây của cuộn solenoid Thì nó bằng N lớn trên L Nó cho chúng ta biết là 1 mét chiều dài của cuộn solenoid Thì sẽ chứa bao nhiêu vòng dây Được chưa Thầy ví dụ như là các em có một cái cuộn solenoid Mà dài 25cm chẳng hạn Mà có 1.000 vòng dây Thì cái cái N lớn là bằng 1.000 mà chia là 0.25 Thì chúng ta có N nhỏ bằng 4.000 trên 4.000 vòng dây trên mét Thì đấy là cách tính Thì đơn vị của B ở đây cũng là Tesla và có một cái trường hợp là nếu mà môi trường bên trong cuộn solenoid này nó là một cái chất từ mà nó có hệ số à, à độ từ thẩm ở mu thì chúng ta sẽ có cái 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 từ trường nó nhân lên mu lần. Nhưng mà ở đây thì thầy chỉ xét chân không bởi vì, vì thầy nghĩ trong chương trình của các em à, thi đợt này cũng sẽ không có cái đó đâu. Thế bây giờ cũng giống như là điện trường các em biết là điện trường thì cái độ mạnh yếu của nó biểu hiện thông qua vector cường độ điện trường. Và trong trường hợp mà tại một vị trí mà có nhiều cái điện trường chồng lên nhau thì cường độ điện trường chúng ta sẽ tính bằng tổng vector đúng không? Thì ở đây từ trường cũng thế. Thầy ví dụ như có dòng điện I1 mà nếu đi từ trong ra như này. Dòng điện I2 nó đi từ ngoài vào như này. Các em nhìn thấy cái đuôi mũi tên này không? Thế thì chẳng hạn như chúng ta xét tại một cái điểm M này chẳng hạn, đúng không? Thì dòng I1 này nó sẽ tạo ra một cái từ trường. Đấy, mà các em có thể các em có thể sử dụng cái quy tắc của bàn tay phải thì các em thấy là đây, dòng điện đi trong ra ngoài thì từ trường nó sẽ đi theo chiều này. Cho nên tại M này thì nó sẽ đi Vòng như này đúng không? Thì cái vector là do cái I1 gây ra điểm M Chúng ta có là B1M đúng không? Thế còn cái 2 này thì chúng ta để cái ngón cái đi vào Thì nó đi vòng như này Cho nên tại vị trí này chúng ta sẽ thấy có một cái B2M Do I2 gây ra điểm M đúng không? Và chúng ta có thể tính được là B1M thì bằng gì? 2 x 10-7 I1 trên R, R nhỏ 1 Còn B2M thì bằng 2 x 10-7 I2 trên R nhỏ 2 đúng không? Và cái góc này chúng ta phải xác định được nhé nếu chúng ta biết được các cái các cái vị trí của M thì chúng ta sẽ tính được cái góc. Thì chúng ta sẽ có là B1M cộng B2M, chúng ta sẽ được là cái vector cảm ứng từ tổng cộng tại điểm M, được chưa các em? Và nếu chúng ta biết cái góc này là góc alpha thì chúng ta có thể tính được là BM bình phương bằng B1M bình phương cộng B2M bình phương cộng 2 B1M B2M nhân cốt alpha. Đây là cái công thức hàng đẳng thức rất là dễ nhớ rồi. Và từ đây chúng ta có thể rút ra BM, và thầy cũng nhấn mạnh là trong trường hợp đặc biệt khi mà B1M và B2M mà nó vuông góc với nhau thì chúng ta sẽ thấy hai cái này vuông góc với nhau thì chúng ta sẽ thấy ngay là dùng Pythagore nhé thì BM bình phương bằng B1M bình phương cộng B2M bình phương đúng không? Thì nhìn chung là đã biết BM bình phương rồi thì để tính được BM chúng ta chỉ cần lấy cắt là được. Đấy là cái cách tính toán rất là căn bản mà các bạn đã biết. Thế thì sau khi biết được cái BM bình phương đúng không? Thì để tính BM thì cũng giống như bên này chúng ta chỉ cần là lấy căn của cái biểu thức này thôi thì ra được cái giá trị của cái của cái vectơ cảm ứng từ. Đấy. Thế thì chúng ta thử xem một cái ví dụ là cho một cái dòng điện có cường độ 5 A chạy như hình vẽ. Hai đầu dây thẳng là dài vô hạn. Đây cái đầu hai đầu này là dài vô hạn. Bán kính vòng tròn bằng 6 cm cái vòng tròn này, 6 cm. Tính cảm ứng từ tại tâm vòng tròn ở chỗ này. Thế thì nhìn vào đây các em có thể thấy là có một cái sợi dây dài vô hạn nó kéo đến chỗ này, xong người ta bẻ ngoặt nó thành một cái vòng tròn ở đây. Xong nó chạy lên như vậy dòng điện ở đây nó sẽ đi theo cái chiều này Đến đây vòng lại Nó đi lên Thấy chưa Tuy nhiên về mặt logic hình thức mà nói Các em có thể coi cái hệ này gồm hai dòng điện tạo ra Một dòng điện là đi thẳng Và một dòng điện là tròn Đúng chưa Thế thì tại cái tâm của cái vòng tròn này Để tính cái vector cảm ứng từ ở đây Chúng ta phải tính hai cái thành phần Một cái thành phần là B thẳng Đúng không? BTH là B thẳng do cái dòng điện thẳng này nó tạo ra. Thì B thẳng thì nó đi vào, em biết là dùng cái này em thấy cái đầu ngón tay chỉ vào đúng không? Đây là cái B thẳng. Và đây là cái chiều mà nó nằm ở cái tâm này nhưng mà thầy vẽ trịch một chút để cho nó dễ quan sát. Thì cái B thẳng này được là tính là 2 nhân 10 mũ -7 y trên R, được chưa? Vì ở đây khoảng cách là R chúng ta thống nhất là cái R lớn này luôn. Thế còn cái vòng điện tròn này, cái vòng tròn này thì cũng sẽ tạo ở đây tại tâm của nó một cái B tròn đúng không? Và B tròn này thì được tính theo cái biểu thức là là 2 pi nhân 10 mũ trừ 7 y trên r, được chưa? Thế thì bây giờ để tính cái b tại tâm này thì chúng ta phải tổng hợp hai cái vectơ thành phần là b thẳng cộng b tròn mà do cái b tròn này nó lớn hơn cho nên là cái b tại tâm này nó sẽ cùng chiều với b tròn tức là nó hướng ra trên thầy ký hiệu bằng một dấu chấm đúng không? Và về mặt độ lớn thì chúng ta sẽ thấy là b này nó sẽ bằng cái b tròn trừ b thẳng. Thì chỗ này nó là pi, chỗ này là bằng 1 cho chúng ta sẽ có cái b này nó bằng 2 pi trừ 1 nhân 10 mũ trừ 7 y trên r. Thì bây giờ chúng ta thay số vào đúng không? Ở đây chúng ta có 2 pi Trừ -1 x 10 mũ trừ -7, Y là bằng 5 A, r ở đây là bằng 6 cm tức là 006 m thì tính ra được là bằng 3,57 x 10 mũ trừ -5 Tesla. Đấy. Thì bài này về mặt bản chất là có cái sự chồng chất của hai từ trường do hai dòng điện tạo ra và chúng ta cộng hai cái từ trường thành phần đó chúng ta sẽ được cái từ trường tổng đúng không?